Ecco. Mới thế từ vẫn ta là người đó hay là đổ vậy cái cả cái phân biệt áo quần chính nói chung cũng không quan trọng lắm nhưng mà cũng được, cái một số cái phải biết phải được cái cardigan, cái cardigan, đi gần cái cardigan ở cái Việt Nam là cardigan, áo nó có mỏng đi như áo khoác, như áo khoác mỏng hẳn là áo khoác nó mỏng cũng là một dạng áo khoác còn, nhưng mà nó mỏng mỏng hơn nhiều, ở Việt Nam mình cũng ít cũng có cái jumper, cái áo len à. Rồi áo sweatshirt, cái áo dài tay, cái cardigan, cái biết là chính rồi, cho biết biết cái sweatshirt là được nè, sweatshirt cái okay. Cái này mình sẽ gặp thường xuyên Việt Nam hơn, sweatshirt. Cái leggings và cái mấy cái quần bó bó cơ, mấy bà mấy phụ nữ hay mở gái đi tập cái leggings, cái leggings, cái pyjama, là của nó đi. cái đồ pyjama biết nè, đi ngủ pyjama. Track suit đi tập nguyên cái bộ đồ, cái chả biết thôi cũng được, cái track suit, cái sneaker biết nè, sneaker, cái tie cà vạt, trainer, một số nơi người ta sẽ gọi trainer, sneaker là như nhau em con, lưu ý ở nước Anh đó, gọi là trainer, cái nhưng mà nó đã phân biệt sneaker là giày thể thời trang con, còn trainer là giày đi tập,
Okay, có từ train có thấy không? Train là luyện tập. Okay. Phân biệt sneaker, giày thể thao, giày thời trang là chính. Okay. Trainer là bài tập. Tie là cà vạt. Lost my mind. Ok chưa? Okay, mình có light, dark, beige, màu. Ok. Beige là màu be, màu vàng vàng á, vàng nâu. Beige rồi cream, màu kem. Light, dark, ok, beige. Cái light dark rồi cream là được rồi, chứ cũng không cần, cũng không cần cái beige đâu, ít gặp. Ok, hỏi mấy câu trả lời đơn giản. Ok, phần lớn là mình tập miêu tả cái bộ đồ máy này bằng là gì. Ok. Do you like the clothes? Con thích cái bộ đồ nào nhất? 1, 2, 3, 4, 5, hình A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con hay bận cái nào nhất? Ăn Số mấy? Hay bận con số chả mấy? bận nào hết, không bận nào. Không chọn nào hết hả? Ừ, công nhận máy này nó đầu người lớn với người nhỏ khác đúng Con chỉ thích mặc con đường còn hết không? Con đây thông thường là hay cái bận cái con gì? đường ra Con thông thường hay bận cái gì? con đường bao cấp hết ạ. Quần đùi là cái gì? Tiếng Anh là cái gì? Đúng Short rồi, rồi áo là cái gì? t-shirt. Okay. Cái một số loại hay gặp boot, ok, là cái dạng boot, ok, cap, coat, ok, ghi cho thầy cái từ coat, áo khoác, áo choàng, coat, coat, cái được cái từ số 4 nè, coat, áo choàng, con áo này dài dài á, bên nước ngoài hay bận hơn, coat. Okay, dress dễ nè, hat, okay, jacket, jean, jacket, ok, áo khoác, jacket là mới áo khoác nha, ok, mình sẽ hay đọc là jacket, ok, áo khoác. Okay, jean dễ nè, jumper, legging, pyjama, scarf là khăn quàng cổ, ok, shirt, shoe, short, skirt, skirt là cái váy nè. Sock, ok, cái vớ. Sweatshirt, okay, t-shirt, tie, jacket, suit, trainer, trouser, okay. Nãy giờ con thật hỏi, nhìn nói.
cái này bắt mình nghe từng người, ok, rồi mà để xem nó bận cái gì rồi thấy không cần thiết đâu. Ok, listen to four people talk about the clothes, which clothes from just the each people main person mention. Cái chủ đề này nó cũng không có, cái mình cũng ít gặp, phần lớn là mấy cái bộ đồ thấy nãy giờ không, là ở nước ngoài nhiều, nó sẽ rất là ít gặp ở Việt Nam. Việt Nam là cơ bản là nóng đúng không, không nghĩ sẽ bận cái giày gì không, đúng không, nói chung là phần lớn là cơ bản chứ. Mấy cái từ mà hay gặp được skirt nè, ok, skirt jacket, nó giờ ghi vô chưa, skirt là cái váy nè, jacket, mấy cái cơ bản, cái những thứ mình hay gặp thường ngày, trouser cái quần, ok, ghi vô. Anh nhưng phải biết mấy cái đó để mình miêu tả được thì thế thôi, được không có cần đi sâu quá. Okay, video nha. Ok nha, cái quay nha. Adverb frequency, cái quay lại nè. Adverb frequency nhớ không? Mấy cái mức độ thường xuyên đó, often nè. Có Ok, usually nó. Nhớ cái mức độ này là always, usually, often sẽ gặp nhiều. Thế thôi, cũng có gì nhiều, rare, hiếm gặp đó, thì rarely. Ok, thế thôi. Thì cũng có gì nhiều lắm. Nào, never, đó, giờ làm được không? Either, phải nghe, nghe. Chẳng phải làm được nghe nha, cái ôm lại đó, nhớ mấy cái mức độ mấy cái từ nè, đấy là được. Lesson 3A. Exercises 5 and 6. Archie. I've got a brother and we're about the same size, so I often wear his track suits. I just take them from his bedroom. I don't ask. I use his trainers too. He isn't always happy about it, but what can I do? Often, I can't find any clean clothes in my room because I play football every day. So, I wear my brother's clothes. Simple. Violet. We have to wear a uniform for school every day. I wear a black skirt, a white top, and a blue jacket. But at the weekend, I always wear really casual clothes. On Sundays, I always get up really late. I have breakfast and lunch in my pajamas. Arthur. We don't have a uniform at my school, so I usually wear jeans and a sweatshirt. I usually wear the same clothes at the weekend, but I wear a tracksuit when I do sport. Lola. We have to wear school uniform at my school. Black trousers, a white top, and a red sweatshirt. But I don't always wear those clothes after school. Sometimes, when I get home, I change. I wear leggings and a t-shirt. Sao không? Thấy sao? Có nghe kịp không? Sao con? Kịp không? Kịp không? Có nghe lại nha. Sao con nghe lại nha. Con định sinh. Ồ, nãy giờ con đi vệ sinh hả? Không. Bây giờ con sinh thì con định sinh. Ờ, ok, đây đây đây. Thầy không nghe lắp, ok. Cái đây đây con. Okay.
Nghe lại nha. Nghe từ câu nha. Okay. Lesson 3A. Exercises 5 and 6. Archie. I've got a brother and we're about the same size, so I often wear his tracksuits. I just take them from his bedroom. I don't ask. I use his trainers too. He isn't always happy about it, but what can I do? Often, I can't find any clean clothes in my room because I play football every day. So, I wear my brother's clothes. Simple. What's your clothing? Cái lại nha. Đúng rồi, often, okay. Violet. We have to wear a uniform for school every day. I wear a black skirt, a white top, and a blue jacket. But at the weekend, I always wear really casual clothes. On Sundays, I always get up really late. I have breakfast and lunch in my pajamas. Arthur. We don't have a uniform at my school. Hai cái luôn á, con số 2, số 3 nghe kịp không? Nghe rồi. Số 2 là cái gì? Số mấy? Số 2. Nghe rồi. Always chứ sao? Không bao giờ được quá. Nghe lại không? Nghe lại nha. Really late. Really catty. We have to wear a uniform for school every day. I wear a black skirt, a white top, and a blue jacket. But at the weekend, I always wear really casual clothes. Always. On Sundays, I always get up really late. I have breakfast and lunch in my pajamas. Get dressed là thay đồ á. Có phải dậy thay đồ sớm là ngày Chủ nhật không? Nè, get dressed early là thay đồ sớm vào ngày Chủ nhật, mà ngày Chủ nhật có phải thay đồ không? Đây là chỗ nào? Cái gì con? Hả? Sometimes. Sao mà sometimes hả? Never chứ. Nè, yeah. Get dressed là thay đồ đúng không? Thay đồ để đi học á. Mà có phải không? Ngày Chủ nhật mà đúng không? Nó kêu là nó bận pyjama ăn sáng luôn mà đúng không? Okay. Arthur. We don't have a uniform at my school, so I usually wear jeans and a sweatshirt. I usually wear the same clothes at the weekend, but I wear a track. Chẳng gì. Usually. 245, okay. Không sao. Đọc lên con. Đọc lên. Archie, đọc lên, cứ đọc lên. Ai, đọc lên con. I have a lot of brother and we are about the same size. So I often wear his tracksuits. I just take them from his bedroom. I don't ask. I use his trainers too. He
isn't very happy about it. But what can I do? Offer, I can't buy any clear clothes in my room because I play football every day. So I wore my brother's clothes, symbol. October. Tiếp con, we have to. We have to wear uniform for school every day. I wore a black shirt, a white top, and a blue jacket. But at the weekend, I only wear really casual clothes. On Sunday, I only get up really late. I have football and lunch in my pajamas. We don't have uniform at school, so I usually wear jeans and a sweatshirt. I usually wear the same clothes at the weekend, but I wear a tracksuit when I do sport. We have to wear uniform at my school. Lectures, a white top and a red sweatshirt, but I don't always wear those clothes after school. Sometimes when I get home, I change. I wear leggings and a t-shirt. Đấy. Màu. Okay, beige, black, blue, okay. Cream, green, gray. Thì mình không cần thấy đâu rồi. Okay, thêm từ vật này. Ồ, nãy giờ mình từ vật ghi chìa phết mà đúng không? Có. Nãy giờ từ vật ghi chìa không? Có. Oh, okay. Low, ok, thấp. Ồ, oh, chắc dễ nè. Thấp đúng không? Ok. Terrible. Similar. Okay. Difficult. Okay, similar. Bữa mình học rồi mà đúng không? Nhớ không? Okay, difficult. Awful. Different. Expensive. Oh, fantastic. Cái ví dụ như là fantastic, tuyệt vời nè, expensive, okay. Different, right? Khác biệt, awful, tệ, okay. Okay, awful, difference, fantastic. Thì xong rồi đúng không? Read and listen to teenager talking about buying clothes. Which person? Okay. Lesson 3E. Exercise 2. 1. Ryan. It's good that we can buy cheap clothes. Okay, nè.
Thật sự nó sẽ đọc lại những cái gì ở trên đây này con. Có một cái gì thế ở trên đây rồi. Ok, nghe nha, nói chung nghe nó đọc một lần, nghe đọc một lần thôi, đọc theo. Ok, nó đọc gì mình nghe đọc theo. I never spend more than £10 on a shirt or trousers, but my clothes are comfortable and I love them. This t-shirt is made in Bangladesh. The workers in the factories there don't get much money. People say that's unfair, but I don't agree. The fashion companies are giving them jobs. 2. Molly. The large fashion companies don't care about the workers in their factories. The pay is very low and the jobs are often dangerous. It's terrible. We should pay more for clothes. I always look at the label and I never buy cheap clothes that are made in poor countries. 3. Megan. I haven't got much money and I don't buy designer labels, but I want similar styles, so I look for cheap copies. It's true that the workers who make the clothes don't get much money, but the cost of living is low in poor countries, so I think it's probably okay. 4. Jed. I think clothes are too cheap. People just wear them a few times and then throw them away. That's wrong. I'm studying textile design at school, and I hardly ever buy clothes. I usually make them. It isn't very difficult, and my clothes always fit and look great. I never throw my old clothes away. I give them to charity. Ok chưa? Cái okay, mình phân tích nha. Ok, it's good that we can buy cheap clothes. I never spend more than £10 on a shirt or trouser. Ok. Thằng này cheap clothes. Ok, quan trọng là cái câu đầu tiên kìa. Mấy cái này quan trọng là mình đọc cái câu đầu tiên không? Câu đầu tiên nó sẽ cho mình biết cái nội dung những tiếp theo nó sẽ như thế nào, là loại như thế nào. Ok, it's good that we can buy cheap clothes. Rồi xong xe nữa con. Tiếp con, dịch, dịch. Dịch luôn nè. Dịch con, I never spend. Thấy luôn phải, con đọc phải hiểu chứ đúng không? Nhiều câu trả lời. Ryan, con chọn nào? Dịch tính lên, để em. Sao vậy con? Con. Dạ. Sao im đây vậy? Dịch cũng dễ mà. I never spend. Có làm sao đó, nói thầy nghe có vấn đề gì hết. Không, sao con muốn dịch không hay khỏi dịch? Vậy khỏi dịch nha, nhưng mà chọn gì, chọn Ryan gì, chọn câu nào? Thằng này nó muốn đồ rẻ, cái đồ rẻ thì chọn nào? ABCD cái nào nó kêu đồ rẻ? Đồ gì con? Chọn sai rồi, vì thế thầy mới kêu không phải dịch chứ đúng không? Sao thế con? Dịch cho thầy nha.
Sao sao hết không nói to thầy không có thầy có nghe với lại sao không sao có vấn đề gì mà nói thầy chứ tắt tiếng gì không con dạ con mới gọi điện sao thế thầy không có sao con nói gì thầy không nghe gì luôn á con nói con có ấy một điện con nói gì nói bự bự chút cho thầy nghe thầy không có nghe gì luôn á nay con có một cuộc gọi điện à có gọi điện ừ nó bự bự lên chút xác xác mic vô thầy không có nghe gì thiệt luôn á con thầy không nghe gì luôn á không có nghe con nói gì luôn á cái vậy ok chưa ok cái okay, it's good that we can buy cheap clothes ok vậy trước mắt mình phải hiểu được cái câu hỏi đi ABCD dịch con ABCD as in got enough money to buy designer label không có tiền để mua label là thương hiệu nha, designer là thiết kế, mấy thương hiệu xa xỉ không? Label thương hiệu ghi vô. Thiết kế. Okay, label thương hiệu, cái okay. B là gì? He wearing something that doesn't cost very much. Là gì? Cô B dịch là gì con? Cô B sẽ mặc 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 quần mặc cái gì? Mặc quần áo. Mặc cái gì mà không? Cost very much. Mặc cái gì mà không có tốn nhiều đúng không? Phải cô C. Oh, I want to know where clothes come from before she buy them. She là cô ấy đúng không? Đã gì? Đồ muốn gì? Cô ấy. Đồ muốn gì? Cô ấy muốn. Luôn muốn biết gì? Where clothes come from là gì con? Cái quần áo come from nghĩa là come from đến từ đâu đúng không? Đến từ nơi nào đúng không? Trước khi quấy buy them cái trước khi quấy mua okay. Rồi câu D, make clothes là cái gì? Make là làm gì? Make làm gì? Make hay là make? Câu D kìa. Make clothes. Con mặc. Cái gì con? Mặc quần áo. Hả? Mặc quần áo. Make là gì con? Make tiếng Việt là gì? Sao mà mặc quần áo được? Make làm đúng không? Làm ra quần áo
Trời, vậy là hiểu ABCD chưa? Rồi. Trời, về cái thằng Ryan nó là cái gì? It's good that we can buy cheap clothes. Thằng này nó muốn cheap clothes, vậy là chọn nào? Cheap là rẻ đúng không? Vâng, cheap là rẻ. Vậy là chọn nào? Cheap. Câu A. Thằng này thì con cũng chọn câu A luôn á. Câu B chứ. Are you wearing something that doesn't cost very much chứ, đúng không? Thằng này nó kêu nó muốn mua đồ rẻ chứ có phải là nó không có đủ tiền để mua đồ, hiểu không? Okay, tiếp tục. Molly là gì? The large fashion company don't care about worker in their factory. Tiếp, the bay dịch cái câu đó là cái gì? Cái gì con? Cái gì? Cái công ty, những cái công ty gì? Công ty fashion là cái gì? Cũng cái công ty thời trang. Những cái công ty thời trang lớn đúng không? Large lớn đúng không? Don't care là cái gì? Don't care là không biết rồi. Cái gì con? Care là cái gì? Cái chắc. Cái gì con? Con không biết. Care là quan tâm nha. Care là quan tâm á. Không quan tâm tới công nhân đúng không? In the factory, những người làm việc ở cái factory có cái xưởng á, xưởng quần may quần áo á. The pay very low, okay, cái mức lương thì rất là thấp. And the job are often dangerous, it's terrible, okay, dangerous là nguy hiểm nè. Ghi vô nè. We should pay more for clothes, chúng ta phải trả hơn tiền cho quần áo. I always look at the label. Cho con. Cho con hỏi nha. Hả? Cái gì con? Cho con hỏi. Thì hỏi, nói cho con. Thì nếu mà thứ hai tuần này. Cái gì? Nói, con nói gì thì không? Nếu mà thứ hai tuần sau ấy. The pay is very low hả? Không. Nếu mà thứ hai tuần sau mà sổ tổng lương có được nghỉ không? Thứ hai tuần sau con được nghỉ học. Đúng không? Ừ. Thì mình học giờ cũ rồi con. Ô, con tuần thứ hai mà dụ đồ vương được nghỉ chứ. Rồi thì không nghe gì hết luôn con ơi. Con nói bự lên chút đi con ơi. Thầy không nghe thầy gì ơi. Luôn á. Thầy. Sao? Con tuần thứ hai là dụ đồ vương phải được nghỉ chứ. À, thầy không nghe gì. Không nghe gì hết á con. Hả? Thầy không nghe gì hết luôn. Thầy sao? Thầy không nghe gì hết. Thầy con nói gì thầy không nghe gì hết luôn. Ừ. Để thầy nói chuyện lại với mẹ con để sắm cái mic hay cái gì để cho nó rõ hơn nha. Con có đeo tai nghe không? Con có. Sao thầy không nghe gì luôn á? Ừ. Con phải xem lại. Không nghe gì hết. Khi con nói nhỏ không? Rồi nói lại cho thầy nghe. Thầy ơi. Ừ. Thầy. Nói đi con, thầy nghe nè. Thế nếu mà thứ hai tuần sau là tụi con có được nghỉ không? Nó bự lên, trời. Nó nghe câu phải nói bự. Nếu là thứ hai tuần sau chỗ tụi con vương thì có được nghỉ không ạ? Có chứ. Tự nhiên có chứ. Trời, chưa lo. Học làm chưa xong cái này đã lo hỏi nghỉ rồi. Tự nhiên là phải nghỉ chứ con. Phải nghĩ chứ, đúng không? Nè, con nói nhỏ hay là cái bít của con nó dở? Nói thầy nghe. Con không biết. Con nói rất bình thường. Nói rất bình thường nhưng khả năng cao, thầy nghĩ khả năng cao con nó nhỏ. Bây giờ nói bự lên cho thầy được không?
Thấy nó bự to rõ. Nó bự liên quan đến anh con. Anh con đang học không? Ừ, còn nói ra nhỏ quá, không nghe gì luôn á. Không biết sao luôn á. Cái gì vậy? À? Cái gì vậy? À? Ghi từ vận bữa sau mình làm tiếp. Nghe không con? Con nghe thì nói không? Quá. Thầy ơi. Sao con? Sao người ta in, ghi là internet của con chị ẩn ra bồ này. Nó yếu. Cái gì thôi bữa sau mình làm tiếp nha. Học cứ phải hai người cứ la qua la lại khổ quá. Hay là con đổ chỗ học được không? Con nó sẽ vô phòng con học được không hay là ra ngoài học? Để con nào ở phòng con đây? Phòng con chính anh thì ra ngoài học thử được không cho nó đỡ ồn đó. Bây giờ con nói thì nghe được nè, cái nó bự bự chút con. Con nói nhỏ thì nghĩ con nói nhỏ, con nói thì thều thào á, con nói nhỏ. Ok, buổi sau mình học tiếp. Ok. Nhớ học từ vựng nha. Dạ vâng. Ok.